Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 16 tháng 4. Sắp diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Theo thông cáo báo chí do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phát đi ngày 15 tháng 4, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 năm 2024 tại Quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Lễ hội thu hút khoảng 100 nghệ nhân tham gia hội thi bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh dân gian phục vụ du khách tham quan. Ngoài ra còn có các hoạt động như dâng bánh dân gian nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch, tổ chức khu trưng bày bánh dân gian, trình diễn bánh xèo có đường kính 3 mét, tái hiện nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, trình diễn cách làm các loại bánh dân gian. Lễ hội cũng có chương trình nghệ thuật phục vụ hàng đêm cho du khách do Nhà hát Tây Đô, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy thực hiện. Giá đô la Mỹ lập kỷ lục mới 25.300 đồng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ngày 15 tháng 4 ở mức 24.096 đồng, tăng 14 đồng so với phiên trước. Với biên độ cộng trừ 5% theo quy định, tỷ giá sàn và trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại lần lượt là 22.891 đến 25.300 đồng. Các ngân hàng thương mại đã liên tục có điều chỉnh giá giao dịch đô la Mỹ trong ngày 15 tháng 4. Có những nơi thay đổi tỷ giá 3 đến 4 lần. Cập nhật đến cuối ngày, giá mua bán đô la Mỹ ở Vietcombank lần lượt 24.930 đến 25.300 đồng, tăng tới 120 đồng so với phiên trước. Đây cũng là kỷ lục mới được xác lập. Tại Exim Bank, giá đô la Mỹ cũng ở mức 24.800 đến 25.300 đồng, tăng 130 đồng so với phiên trước. Trên thế giới, chỉ số đồng đô la Mỹ DXY đã tăng 0,11% lên mốc 106.15 điểm. Không chỉ Việt Nam, nhiều nước khác cũng đang ngày một lo lắng về tình trạng mạnh lên đáng kể của đồng đô la Mỹ. Tháng 4 đến tháng 8 dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị đề nghị có các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Theo Sở An toàn thực phẩm thành phố, thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh xảy ra các sự cố liên quan an toàn thực phẩm khiến nhiều người nhập viện. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, hoặc do ăn uống phải các thực phẩm không đảm bảo an toàn như rượu có chứa methanol, sản phẩm có chứa độc tố botulinum, con sò biển, cá nóc. Các địa phương cần giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc, nhất là từ tháng 4 đến tháng 8. Trong đó cần chú ý ngộ độc do các loại thực phẩm bị biến chất, ô nhiễm vi sinh vật, ngộ độc do rượu, ngộ độc botulinum. Phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm đến cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông tin hạn sử dụng đầy đủ, còn nguyên nhãn mác, bao bì sản phẩm không bị biến dạng. Tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm nghi ngờ biến chất. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm trong điều kiện không đông đá. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động và công khai thông tin, hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Sở Y tế cần chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng, thuốc men và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ngày 15 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố quốc gia của ông sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào lãnh thổ của mình hồi cuối tuần trước. Theo hãng tin Reuters, ông Halevi phát biểu từ căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel, nơi đã hứng chịu một số thiệt hại trong cuộc tấn công của Iran. Việc phóng một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ đối mặt với phản ứng của chúng tôi, vị tướng Israel trên nói. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.